Con kính bạch sư, con có câu hỏi sau. Hiện tại con đang làm việc tại Vương quốc Ả Rập, cụ thể là Dubai. Nơi đây là Đức Hồi giáo, nhưng riêng con thì luôn niệm kinh Nhật tụng nguyên thủy mỗi ngày và cố gắng thu xếp thời gian nghe pháp online. Hiện nay đã bị Đức ta quy y và cố gắng thu xếp về Việt Nam quy y lại. Con xin hỏi sư là việc con giữ tâm niệm Phật như thế thì có linh ứng không? Chư thiên có nghe được con dù con ở bất cứ đâu không? Tam bảo có bảo hộ cho con khi mà con chưa quy y lại không? Con cảm ơn sư. Thưa với quý vị, cái chuyện mà chư thiên có nghe được hay không thì tùy nha. Tại vì á, ngay cả chư thiên thì cũng có chư thiên tà kiến, có chư thiên chánh kiến. Khi mà mình ở cái xứ mà chư thiên tà kiến á, thì chư thiên chánh kiến có khi không có vào đó, mà không vào đó thì không có hỗ trợ mình được. Cho nên á, là có những trường hợp là mình phải tự thân vận động. Còn khi mà mình gọi là mình có cái sự lo sợ là bây giờ không biết là bây giờ mình cầu như vậy thì mình có linh ứng hay không, thì sẽ không biết cái linh ứng của quý vị là linh ứng cái gì. Tuy nhiên như thế này nè, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Thế Tôn nói có những trường hợp mà mình không cần phải sợ hãi khi ở giữa đám đông, dù cho đó là một đám đông tà kiến, dù cho đó là một đám đông hùng mạnh đi chăng nữa, chúng ta vẫn không có việc gì phải lo sợ. Thứ nhất, nếu như chúng ta là người có sự bố thí, chúng ta là người rộng lượng hào sảng, thì dù cho mình ở giữa hội chúng nào mình cũng không sợ. Hội chúng chánh kiến thì tốt, hội chúng tà kiến cũng không sao. Hội chúng hiền thì tốt, mà hội chúng dữ cũng không sao. Nếu như mình là người hào sảng, mình biết bố thí, thì chính sự hào sảng đó sẽ bảo hộ mình, không phải lo. Điều thứ hai là nếu như mình không phải là người hào sảng thì cũng được, nhưng mình có được điều kiện thứ hai là mình là người có được thiền định, chứng được các tầng thiền, thì mình cũng không có việc gì phải sợ, dù cho giữa xứ tà kiến hay là giữa xứ chánh kiến, giữa xứ hiền lành hay là giữa xứ hung dữ, mình cũng không phải sợ. Mà cái này chắc có lẽ mình không có. Cho nên xét qua điều kiện thứ ba là nếu không có được hai cái trên thì mà mình có được cái thứ ba thì cũng được, là mình không có sợ hãi dù ở giữa hội chúng nào. Đó là gì? Đó là mình có giới, giữ năm giới. Bây giờ quý vị đức tâm quy, nhưng mà lòng quý vị vẫn hướng về Phật là thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải ráng giữ giới. Khi mình ở xa Tam Bảo nghe, khi ở xa Tam Bảo, cái giới là cái nó bảo vệ mình. Đừng có trông chờ vào chư thiên. Chư thiên nếu như họ có lòng lành, họ hỗ trợ mình, họ giúp được mình thì tốt. Còn không thì thôi, tại vì có ai thấy họ đâu. Họ giúp được thì tốt, không thì thôi. Đặc biệt là mình ở cái xứ mà Hồi giáo nữa, xứ không phải Đạo Phật nữa. Bây giờ kiếm chư thiên ủng hộ Đạo Phật ở đâu ra ở đó. Cho nên dù là mình ở xứ nào đi chăng nữa, nương tựa chính mình thì vẫn hơn là mình đặt cái mạng của mình vào tay người khác. Hãy để sự hạnh phúc do mình định đoạt. Làm giùm sư ba món đó. Một là mình là người hào sảng, hai là mình á, là người có tu tập thiền định, ba là mình là người có giới hạnh. Thì chỉ cần mình được một trong ba thứ đó thì tự mình bảo hộ lấy chính mình ha. Không biết Đại Đức Đại Từ có chia sẻ gì hay không? Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Thì phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì sư cũng hoàn toàn đồng ý ha.
Ở đây thì sư chỉ nói cái điểm chính để cho quý vị biết không, mình cần làm những gì kế tiếp thôi. Thì cái nhân á, trong quyển Quy Tam Bảo của ngài Hộ Pháp á, thì có nói là cái nhân mà để làm cho trong sạch lưu Quy Tam Bảo á, thì có nói như vậy. Thì trước kia người cận siêu nam hay người cận siêu nữ đó đã quy tam bảo, nhưng quy tam bảo của người ấy do bị ô nhiễm bởi phiền não, có nghĩa là đức đó, mình bị đức đi đó. Thì cái giải pháp ha là nay mà mình hiểu được rồi đó, thì người ấy nên đến gần gũi thân cận bậc thiện chí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện chí, phát sinh trí tuệ hiểu rõ ơn đức tam bảo, phát sinh đức tin trong sạch nơi tam bảo, rồi kính xin thọ phép quy tam bảo lại một lần nữa, làm cho quy tam bảo của họ không còn bị ô nhiễm bởi phiền não, quy tam bảo của họ trở nên sáng lạng, càng tăng trưởng đức tin nơi tam bảo. Đó là cách làm trong sạch lại quy tam bảo. Đó đó là cái lời khuyên mà để cho cái vị này là sắp tới mình biết mình đã làm những gì. Cái vấn đề thứ hai mà sư muốn nói về khía cạnh mà gọi là chư thiên nè, quý vị. Tại đôi khi á, mình không hiểu, mình không có hiểu rõ về cái vận hành của nghiệp, thưa quý vị, mà sư nói rất là nhiều à. Mình cứ nghĩ là cái năng lực chư thiên á, đôi khi nó nằm ngoài nhân quả, nhưng mà không đúng, thưa quý vị. Chư thiên cũng nằm trong cái năng lực mà của chư thiên giúp mình, cũng nằm trong nhân quả thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý vị, giống như ngài Anuruddha đó, trong quá khứ ngài làm các thiện nghiệp đó, thì ngài mới phát nguyện là xin cho tôi á, xin cái quả, xin cái nhân thiện này cho tôi nè, là hãy là cái quả thiện trong tương trong những kiếp tương lai á, là cho tôi á, là sẽ, có nghĩa là ngài yêu cầu á, là không có cái gì mà không có, quý vị hiểu không? Đó, có nghĩa là cái gì cũng có, muốn đòi muốn có cái gì là có cái đó. Thì sao? Thì trong cái kiếp cuối cùng của ngài đó, là ngài Núi Thá đó, thì từ lúc nhỏ đó ngài mới chơi với bạn đó, đó. Thì ngài mới ước nguyện là sư nhớ không lầm, là cái bánh gì đó, bánh, cái bánh mà gọi là cái bánh không có đó, thì với cái năng lực của ngài đó khiến cho chư thiên, quý vị gọi, phải gọi gọi có nghĩa là cái năng lực mà thiện nghiệp của ngài quá khứ, cái quả thiện đó, phải nói thẳng là cái quả thiện quá mạnh đi, cho nên phải khiến, phải chư thiên phải đem bánh xuống cho ngài ăn đó. Rồi ngài lầm tưởng là mẹ mình đem bánh tới, cho nên là cái câu chuyện nó gọi là bánh không có là như vậy. Đó là một câu chuyện ngài Đốt Thá. Câu chuyện ngày thứ hai là câu chuyện của ngài Siêu Quá Lý, là ngài Đệ Nhất Tài Lộc. Giống như là cái năng lực thiện nghiệp của ngài á, khiến cho ngài cùng tăng đoàn đi qua một quãng đường, mà quãng đường đó nó cho bằng là vật thực, nó thiếu thốn này nọ, nhưng mà với thiện nghiệp đó khiến nó thỏ này, ngài phải khiến cho chư thiên xuống cúng dường cho ngài và tăng đoàn đó. Và rất là nhiều thiện nghiệp khác, thưa quý vị, giống như quý vị đọc tâm tạng hay chú giải đó, đặc biệt chúng về chú giải Pháp Cú đó, có nói rất là nhiều đó, là như sao, là cái ghế của vua Trị Đế Thích nó nóng, nóng lên, cho nên là vua Trị Đế Thích bắt buộc phải xuống để làm một cái việc thiện, để hỗ trợ cho cái một cái vị đó, cái vị giới hạnh, một cái vị mà tạo nghiệp. Vậy không lẽ giờ mình nói là do cái nghe mình nói trong hiện tại á, thì cũng đúng chứ không có sai, nhưng mà phải hiểu là cái việc chư thiên giúp đỡ mình là mình phải có phước, mình phải trong quá khứ mình làm cái thiện nghiệp, rồi ngay trong hiện tại mình cũng phải làm thiện nghiệp nữa, quý vị hiểu không? Nó tụ chung như vậy đó, chứ không phải là ngay trong hiện tại mà ngay trong quá khứ mình không có làm cái thiện nghiệp nó mạnh mẽ, rồi ngay trong hiện tại mình làm chỉ nghiệp thiện, làm mình sơ sơ vậy thôi, mình cái đầu chư thiên xuống giúp mình, cái sự kiện này nó không phù hợp với kinh điển, thưa vị. Vốn dĩ sư hình như là cái buổi thuyết giảng trước đó, sư cũng nói cái vấn đề mà hiện báo nghiệp đó, thì ngay cả hình như sư nhớ không sai là như bốn chi mà đã thỏa rồi nha, nhưng mà trong tài liệu ngài báo vẫn nói là cái chi quan trọng, cái chi cuối cùng này, cái vấn đề cuối cùng này nào quan trọng nhất là gì, là trong quá khứ phải từng bố thí, phải từng làm cái thiện nghiệp mà cúng dường cho cái vị mà nhập thiền diệt đó, nhập thiền diệt, xả thiền diệt là như vậy, mà hay là bậc thánh gì đó đó, cái yếu tố đó phải làm thường xuyên, phải làm nhiều gì đó. Đó thì nó mới cộng thêm bốn cái điều này nè, thì mới mới ngay trong hiện đại tại đó mới mới đưa là hiện báo nghiệp, là giống như câu chuyện mà hai hai vợ chồng đó
đang cài đó, bị đang cài đó, đang cài đang làm đồng đó, thì cái vị cúng dường đó cho cái vị mà như vị thần, vị thánh mà vừa như vừa nhập thiền diệt xả ra đó, thì biến thành nguyên cánh đồng toàn là vàng không đó. Cho nên mình phải hiểu như vậy. Trước khi kết thúc cái câu trả lời này thì xin nhấn mạnh là cái việc chư thiên ha, chư thiên vẫn nằm trong nhân quả, vẫn nằm trong nhân quả chứ không phải là nằm ngoài nhân quả đâu. Cho nên là mình đừng có gọi là mình đừng có thần thánh hóa chư thiên quá, mà quan trọng nhất mình phải vun bồi các thiện nghiệp đó, nó cho nó đầy đủ và cho nó trọn vẹn cái đã. Thì khi mà lỡ mình nói mình lập mình gặp mà cái tay bay vạ gợi gởi hay gặp cái gì đó thì chư thiên sẽ giúp 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 mình, tại vì nó, cái năng lực của thiện nghiệp quý vị, cái thiện nghiệp nó phải khiến như vậy. Còn mình làm mình không có chăm làm thiện nghiệp mà mình cứ mong chờ vô chư thiên, thì giống mình dễ rơi vào cái kiểu mà giống như là thiên về tha lực, cái mong cầu tha lực mà dễ đưa là tà tính thưa vị. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này.